Kính thưa quý khán thính giả, Hội Cảnh sát Quốc gia Bắc California cùng Hội Ái hữu Sinh viên Học viện Cảnh sát Quốc gia Bắc California và Quỹ Tương tế Cảnh sát Quốc gia và Thân hữu Bắc California đã tổ chức mừng ngày truyền thống Cảnh sát Quốc gia 1 tháng 6 tại nhà hàng Phú Lâm San Jose lúc 11 giờ sáng ngày 8 tháng 6 năm 2013 với đông đảo đồng hương tham dự. Sau nghi thức chào cờ và phút mặc niệm là lễ niệm hương trước bàn thờ Tổ quốc. Tiếp đó là phần giới thiệu quan khách, hội đoàn tham dự, trong đó có hai bang đại diện cộng đồng tại miền Bắc California lần đầu tiên cùng tham dự trong một buổi sinh hoạt. Ông Lê Văn Thụy, Hội trưởng Hội Cảnh sát Quốc gia Bắc California, nói lời chào mừng quan khách. Người chiến sĩ Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa đến ngày này, tụ họp nơi đây, tụ họp nhau lại, trước là để tưởng nhớ các công đức của các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước, để tưởng nhớ các cha anh trong ngành cảnh sát quốc gia đã nằm xuống. Chúng ta nơi đây cương quyết đứng lên tranh đấu và hỗ trợ cho mọi cuộc đấu tranh để có một nước Việt Nam luôn trường tồn, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ và nhân quyền cho mọi người dân Việt. Trân trọng kính chào quý vị, trân trọng chào đoàn kết và quyết thắng. Tiếp theo là phần trình bày của tiến sĩ Trần An Bài, cố vấn Hội Ái hữu Lực lượng Cảnh sát Quốc gia, trích đoạn như sau. Suốt 38 năm qua, các quân binh chủng Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn đây. Những bộ quân phục của ngành cảnh sát quốc gia mà các quý vị trông thấy vẫn nghiêm chỉnh chung quanh lá quốc kỳ vàng ba sọc đỏ. Cộng sản Đông Âu chết và chết luôn, nhưng Việt Nam Cộng Hòa thất trận nhưng không chết và sẽ không bao giờ chết. Ông Nguyễn Ngọc Thụy, Chủ tịch Ủy ban điều hành Quỹ Tương tế Cảnh sát Quốc gia và Thân hữu, trình bày về tình hình 6 tháng tài chính của quỹ từ tháng 12 năm 2012 đến tháng 5 năm 2013. Tiếp theo, ông Thái Văn Hòa kêu gọi mọi người tham gia, đóng góp giúp đỡ thương thế binh Việt Nam Cộng Hòa tại quê nhà qua đại nhạc hội Cảm ơn Anh kỳ 7 sẽ khai diễn tại trường Trung học Chiba Buena, San Jose từ 12 giờ trưa đến 7 giờ tối ngày 28 tháng 7 năm 2013 sắp đến. Sau phần văn nghệ với các ca sĩ địa phương, buổi lễ kết thúc vào lúc 2 giờ chiều cùng ngày, Mỹ Lợi tường trình từ San Jose